Đào Chi Lê đã làm gì mà vợ chồng Phú Lê huy động 50 anh em lên tận nhà? Sự việc vợ chồng Phú Lê bị bắt vì liên quan tới hành vi gây thương tích cho người thân Đào Chi Lê thì chúng ta đã biết. Tuy nhiên, vì đâu nên nỗi mà vợ chồng Phú Lê khi đang có rất nhiều thứ trong tay, từ tài sản cho tới danh vọng, là một ca sĩ, nhà sản xuất phim được nhiều người biết tới như vậy lại liều mình bỏ hết để chơi tất tay với Đào Chi Lê? Cái sai của họ thì đã rõ ràng, đã có pháp luật xử lý. Tuy nhiên, mọi hành động đều có nguyên do từ hai phía, nên nhìn nhận vấn đề một cách công bằng theo hai hướng khác nhau. Về phía Đào Chi Lê, cô cũng không hẳn là không có lỗi trong sự việc lần này, vì sự việc xuất phát từ việc cô phát trực tiếp trên mạng xã hội bóc phốt vợ Phú Lê là Thúy Kiều đã nói xấu cô ở sau lưng. Nếu như Đào Chi Lê chọn cách giải quyết hay hơn là không đưa sự việc lên mạng xã hội mà gặp gỡ trực tiếp để cùng nhau làm sáng tỏ câu chuyện, thì có thể mọi việc đã không đi xa như vậy. Trong phần bình luận của nhiều video, chúng ta dễ dàng bắt gặp những câu chỉ trích Đào Chi Lê của cư dân mạng. Họ cho rằng phải có lửa thì mới có khói, không làm gì quá đáng thì chẳng ai làm gì, hoặc Đào Chi Lê cũng không phải dạng vừa. Chúng ta là những người ngoài cuộc, không ai biết rõ sau đó họ còn lời qua tiếng lại với những từ ngữ như thế nào. Tuy nhiên, sau tất cả, cách xử lý của vợ chồng Phú Lê như vậy là đã trái với pháp luật. Vậy nên cần phải trả giá cho những cái sai của mình.